thiệu nhanh về một mẫu mạch CS8676 ha. Đây là version mới nhất bên mình ha. Ok chưa? Đây. Phiên bản mới ha. Toàn bộ ba mạch bên trong nó được thay đổi. Rồi. Thì thay đổi đó là cải thiện được cái phần music ha, phần nhạc ha. Đánh mạnh và hay hơn. Phần cao cơ, độ vang tốt hơn và giảm hú ha. Đây. Ba mạch này sử dụng Acer CS8676 ha. Công suất 60W đến 120W, sử dụng do lo kéo 3 tấc đơn hoặc là 2,5 tấc đôi ha. Kích thước ba mạch này là rộng là 11 cm, dài là 25 cm. Thì chức năng chính ba mạch là dùng để nghe nhạc cao cơ và